Theo hãng tin AFP, Ủy ban về sức khỏe cộng đồng của Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan đang triển khai kế hoạch hợp pháp hóa cần sa dùng trong điều trị bệnh viêm khớp, đau nửa đầu và ung thư. Chủ tịch Ủy ban ông Jess Sirathanon bày tỏ là hy vọng dự luật sẽ sớm được thông qua, đồng thời nhấn mạnh cần sa sẽ chỉ dùng cho mục đích y tế, không để giải trí. Một khi mà dự luật trên được phê chuẩn, Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa dùng cần sa để chữa bệnh, hướng đến việc xuất khẩu cần sa y tế ra thị trường nước ngoài. Theo phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Grandview Research nước Mỹ, thị trường cần sa y tế toàn cầu có thể đạt 55,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Hiện cần sa vẫn bị cấm dùng ở Thái Lan với khung hình phạt rất nặng dành cho tội phạm buôn bán ma túy.